Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và hôm nay chúng ta sẽ cùng reaction một ca khúc mới ra cái đây có 2 tiếng thôi. Ca khúc mang tên là Túy Dương của ca sĩ Đỗ Duy Nam. Thì cái đây là một bản parody của ca khúc Túy Âm. Thì mình đang làm reaction cho nên mình sẽ nói theo cảm xúc của mình. Nếu như các bạn cảm thấy không hay thì các bạn có thể thoát ra ngoài. Còn nếu các bạn thực sự muốn xem thì các bạn hãy xem. Bởi vì nếu như mà mình nhận xét ấy, thì mình sẽ nhận xét theo cái quan điểm cá nhân của mình. Đôi khi là nó đúng, cũng đôi khi là nó sai. Bởi vì mình nghe nhạc ấy, mỗi người có một cái thẩm mỹ nghe nhạc khác nhau. Vì thế mà không thể nào biết trước được. Thôi mình không nói nữa, chúng ta sẽ cùng xem và cùng cảm nhận cái video này nào. Ok, mình vừa mới mở ra rồi. Chúng ta sẽ cùng xem Full HD. Let's go, ca khúc mang tên Túy Dương, Đỗ Duy Nam. Gì đấy? Wow, mới vào nghe nhạc kịch tính ha. Cái này làm mình nhớ đến cái bộ phim gì mà Bến Thượng Hải gì ấy. Đấy. Đù, mới vào chơi, chơi hàng hàng nóng nha các bạn ạ. Đúng rồi, đây là súng súng máy. Mày ơi, nhậu à? What? Vợ tao béo quá, tao không về nhà nữa đâu. Cái lồng như thế này. Tao xấu, tao cũng không muốn về. Giờ đi đâu hay đi? Đi đâu? Vãi. Nhìn ngầu chưa? Ủa, nhìn ngầu vãi. Vai bữa vai cứ uống mạnh đi, sao phải xoắn? Hôm nay tao trả tiền nào, hãy rót đầy đi 20 chén cho đêm này say phê đấy. Cháy uống cho nó sướng mồm thôi. Wow. Chứ đâu có thêm khát gì này. Mấy em nghe, hãy đến đây nào và rót cho anh. Hãy uống mạnh đi. Wow, giàu thế. Để anh sờ tay. Anh hư nào. Uống anh rồi về kéo con vợ mày. Sợ mà dễ nó đến đây. Sợ đã anh xì con béo. Mà đến đây tao đã liền. Nó nghe thấy nó đấm cho mày bơ vai. Mấy mấy diễn viên nữ này xinh thế. Wow. Con béo ở nhà sao dắp sao nuốt là bằng sai la la la. Hát chói quá. Khuya lắm rồi chồng chẳng thấy đâu. Mình ở nhà đắp chăn xây hết con phiền lên bát cháo gà và hai con mì. Bạn nữ đấy không hay lắm các bạn ạ. Đã bao đêm anh khóc. Wow. Nước mắt đẫm lệ nhòa. Xếp con mẹ nó thôi. Ngày xưa em eo ót tựa như một nàng tiên, giờ nhìn đã thấy phiền vì em như con lợn. Bao đêm anh đau đớn lạc trôi con mỡ ơi. Mặt thượng cái xe hơi đổ vào người anh vậy. Lạc con mỡ trôi rồi. Chết anh quên tiền chỉ còn 400 láo thật thì cầm tạm giúp anh. Sao đánh thế này em gãy răng rồi. Tại mày thế. Còn thích ôm mày đứa chân dài. Bạn nữ hát chói quá à. Anh nam này hát hay này, nhưng mà bạn nữ cái hát chói quá à. Hát anh nó kiểu chói hết cả tai. Anh biết anh sai rồi. Em đã hy sinh hết tuổi thanh xuân. Ngầu ấy. Nhan sắc sợ. Dáng vóc. Quả đấy xuống. Chật. Ồ. Nhạc này trong Tam Quốc à? Anh mới nhận ra một điều rằng nhạc vừa đây nhạc trong Tam Quốc luôn. Gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Những thứ khác có hay không, không quan Nam trọng. Ngầu vãi, nhưng mà hút thuốc là tiếng tớ hơi bựa đi. Anh đã đi quá xa rồi. Quá xa rồi. Anh xin lỗi. Khóc xin luôn. Lỗi. Vãi từ từ luôn à? Đùa nhau à? Hết rồi. Tao còn vợ. Bắn thằng ở ngoài. Dễ gì mất chứ? Say. Mất say.
vậy? Đã bao năm mình béo, trông nó đách thêm nhìn. Giờ đã có skin, chị ơi hãy dùng thử. Thuốc không gây mất ngủ, nồi một hay đau đầu. Tác dụng rất dài lâu, không tăng cân trở lại. Đã bao lần thất bại, giờ đã có một linh. Giảm cân bất tình lình, như là chưa từng đẻ. Để gia đình vui vẻ, trông mình sẽ trở về. Nhất kẻ máu dâm dê, luôn ở nhà với vợ. Thế này nhà mình có tiền, nàng là vợ của ai giang sập. Mắt lé mất lẽ. Ai mít cái bài này thật? Mít chói quá à? Ai mít nhạc bài này chói quá? Anh sẽ ở nhà sẽ hết lá cà, sẽ ngoan nhất là mít của anh nam thì hơi chơi chói thôi, nhưng mà mít của các bạn nữ thì nó chói hết cả tay. Nhậu nữa à? Mày đi đi nhé, tao không nhậu nữa đâu. Vợ tao đã sinh thật bất ngờ. Còn vợ tao bây giờ tao phải tính sao? Hết rồi đúng không? Còn nữa. Chè vàng bột nghệ giảm cân tan mỡ, đông y mộc linh. Các bên đông y mộc linh đã giúp chúng tôi thực hiện MV. Thì sau khi mà mình nghe xong cái bài này đấy, thì cảm xúc của mình ấy là đầu tiên là mình muốn nói về cái giọng hát trước. Thì đây là nhận xét cá nhân của mình thôi nhá. Thì cái giọng của anh nam thì hát thì ok rồi, mít thì cũng hơi chói chói một tí. Tuy nhiên là đối cái giọng của bạn nữ kia thì mít nó chói quá. Với cả mình cũng không thích cái phần rap cho lắm. Thực sự ấy, bởi vì mình cũng nghe rap rất là lâu rồi, cho nên là mình thấy cái bài này nó kiểu đọc thơ, đọc vè đấy, cho nên là mình cũng kiểu không thích lắm. Nói chung đây là một bản chế cũng khá là ok, cũng khá là hay. Thì mọi người nên xem và nên nghe để ủng hộ cho anh Nam. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho anh Nam cũng như là like, share nhé. Rồi, thì không biết là cái cảm xúc của bạn thế nào. Tuy nhiên là mình chỉ có một ít cái cảm xúc nhỏ thôi. Thì không biết là mọi người có thấy giống mình hay không. Còn cảm xúc của bạn thế nào các bạn hãy comment ở phía dưới để mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye.